Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 38. Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si tim hình vuông, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước và bề cao 3 thước. Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra bọc đồng, rồi làm các đồ phụ tùng của bàn thờ bằng đồng: chảo nhỏ, vá, ảng, nĩa và bình hương. Lại làm một tấm rá bằng lưới đồng để dưới thành bàn thờ, từ chân lên đến ngang giữa, và đúc cái khoen cho bốn góc rá lưới đồng, đặng xỏ đòn khiêng. Đoạn, chuốt đòn khiêng bằng cây si tim và bọc đồng, xỏ đòn vào khoen nơi hai bên bàn thờ, đặng khiêng bàn đi. Người đóng bàn thờ bằng ván, trống bổng. Người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu việc nơi cửa hội mạc, chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng. Người cũng làm hành lang, về phía nam mấy bức bố vi của hành lang bằng vải gai đậu mịn dài 100 thước, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía bắc cũng 100 thước bố vi, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía tây 50 thước bố vi, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía trước là phía đông cũng 50 thước, nghĩa là bên hữu của hành lang 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Bên tả cửa hành lang cũng 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Hết thảy bố vi của hành lang ở chung quanh đều bằng vải gai đậu mịn. Các lỗ trụ bằng đồng, đinh nuông bằng bạc và đầu trụ bọc bạc. Hết thảy trụ của hành lang đều nhờ có nuông bạc chắp với nhau. Tấm màn nơi cửa hành lang làm thêu thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn, bề dài 20 thước, bề cao tùy theo bề khổ của vải 5 thước, đồng cỡ với bề cao của các bố vi chung quanh hành lang. 4 cây trụ và 4 lỗ trụ bằng đồng, đinh, đồ bọc đầu trụ và những nuông đều bằng bạc. Các nọc của đền tạm và của hành lang chung quanh đều bằng đồng. Đây là sổ tổng cộng về đền tạm, là đền tạm chứng cớ theo lệnh truyền của Môi-se, biểu người Lê-vi làm ra, nhờ Ithama, con trai của thầy tế lễ cả A-rôn cai quản. Bê-sa-lê-ên, con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc về chi phái Giu-đa, làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và kẻ giúp người là Ô-hô-li-áp, con trai A-hi-sa-mạc, thuộc về chi phái Đan, làm thợ chạm. Kẻ bày vẽ, thợ thêu thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và bằng chỉ gai mịn. Hết thảy vàng đã hiệp dùng vào các công việc nơi thánh, ấy là vàng dân, được 29 ta lân 730 siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Bạc của mấy người hội chúng có kể sổ, tổng cộng được 100 ta lân 1.775 siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Hết thảy người nào có kể sổ, từ 20 tuổi sắp lên, nghĩa là 603.550 người, mỗi người nộp nửa siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Vậy, phải 100 ta lân bạc đặng đúc các lỗ trụ của nơi thánh và lỗ trụ màn. 100 ta lân cho 100 lỗ trụ, tức 1 ta lân vào mỗi lỗ trụ. Còn 1.775 siếc lơ dư lại thì dùng làm đinh trụ, bọc đầu trụ và lấy nuông chắp các trụ với nhau. Đồng đem dâng cộng được 70 ta lân 2.400 siếc lơ. Họ dùng đồng đó làm lỗ trụ của cửa hội mạc, bàn thờ bằng đồng, rá bằng đồng, các đồ phụ tùng của bàn thờ, các lỗ trụ của hành lang chung quanh, các lỗ trụ của cửa hành lang, các nọc của đền tạm và các nọc của hành lang chung quanh. Chương 39. Họ dùng chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm mà chế bộ áo định cho sự tế lễ trong nơi thánh và bộ áo thánh cho A-rôn,
y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vậy, họ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Họ căng vàng lá ra, cắt thành sợi chỉ mà xen cùng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và chỉ gai mịn, chế thật cực xảo. Họ may hai đai vai ê-phót, đâu hai đầu dính lại. Đai để cột ê-phót phía ngoài làm nguyên miếng một y như công việc của ê-phót, bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và bằng chỉ gai đậu mịn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ khảm trong khuôn vàng các bích ngọc có khắc tên các chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Họ để các ngọc đó trên đai vai ê-phót, đặng làm ngọc kỷ niệm về dân Israel, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế bảng đeo ngực cực xảo như công việc ê-phót, bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và chỉ gai đậu mịn. Bảng đeo ngực may lót hình vuông, bề dài một em bang, bề ngang một em bang. Họ nhận bốn hàng ngọc. Hàng thứ nhất, ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu. Hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương. Hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này đều khảm vàng. Số ngọc là 12, tùy theo số danh của các con trai Israel. Mỗi viên ngọc có khắc một tên trong 12 chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Đoạn, trên bảng đeo ngực, họ chế các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh lại như hình dây. Cũng làm hai cái móc và hai cái khoanh bằng vàng, để hai khoanh nơi hai góc đầu bảng đeo ngực, cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh đó, rồi chuyền hai đầu của hai sợi chuyền vào móc gài nơi đai vai ê-phót về phía trước ngực. Cũng làm hai khoanh vàng khác để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong ê-phót. Lại làm hai khoanh vàng khác nữa để nơi đầu dưới của hai đai vai ê-phót về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Họ lấy một sợi dây màu tím cột hai cái khoanh của bảng đeo ngực lại cùng hai cái khoanh ê-phót, hầu cho nó dính với đai và đừng rớt khỏi ê-phót, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế áo dài của ê-phót bằng vải thường toàn màu tím, cổ để tròng đầu vào, ở về chính giữa áo như lỗ áo giáp, có viền chung quanh cho khỏi tét. Nơi trôn áo thắt những trái lựu bằng chỉ xe mịn màu tím đỏ điều đỏ sậm, lại làm chuông nhỏ bằng vàng ròng gắn giữa hai trái lựu vòng theo chung quanh trôn áo. Cứ một trái lựu kế một cái chuông nhỏ vòng theo chung quanh trôn áo dùng để hầu việc, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế áo lá mặt trong bằng vải gai mịn dệt thường cho A-rôn cùng các con trai người, luôn cái mũ, đồ trang sức của mũ và quần lót trong đều bằng vải gai đậu mịn, cùng cái đai bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm có thêu, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng dùng vàng lá ròng chế cái thẻ thánh, khắc trên đó như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va, rồi lấy một sợi dây tím đặng cột để trên mũ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Các công việc của đền tạm và hội mạc làm xong là như vậy. Dân Israel làm y như mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ đem đền tạm đến cho Môi-se, trại và các đồ phụ tùng của trại, nọc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, bông da chiên được nhuộm đỏ, bông da cá nược và cái màng, hòm bảng chứng và đòn khiên cùng nắp thi ân, bàn và đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng ròng, thép đèn đã sắp sẵn, các đồ phụ tùng của chân đèn và dầu thắp, bàn thờ bằng vàng, dầu sức, hương liệu, tấm màn của cửa trại, bàn thờ bằng đồng và rá đồng, đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn thờ, thùng và chân thùng, các bố vi của hành lang, trụ, lỗ trụ, màn của cửa hành lang, dây, nọc, hết thảy đồ phụ tùng về việc tế lễ của đền tạm. Bộ áo lễ đặng hầu việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo của các con trai người để làm chức tế lễ. Dân Israel
làm mọi việc này y như mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Môi-se xem các công việc làm, thấy họ đều làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đoạn Môi-se chúc phước cho họ. Chương 40. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngày mùng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm. Hãy để trong đó cái hòm bản chứng, rồi lấy màn phủ lại. Cũng hãy đem bàn đến, trưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự, cùng chân đèn và thắp các đèn. Cũng hãy để bàn thờ bằng vàng dùng sông hương trước hòm bản chứng, rồi sủ tấm màn nơi cửa đền tạm. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm, và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, rồi đổ nước vào, lại chừa hành lang chung quanh và sủ tấm màn nơi cửa hành lang. Đoạn, ngươi hãy lấy dầu sức mà sức đền tạm và các đồ để trong đó, biệt riêng đền tạm và các đồ phụ tùng của đền tạm ra thánh, thì sẽ làm thánh vậy. Cũng hãy sức dầu bàn thờ về của lễ thiêu và các đồ phụ tùng của bàn thờ, rồi biệt riêng ra thánh, thì bàn thờ sẽ làm rất thánh. Cũng hãy sức dầu cho thùng và chân thùng, biệt thùng riêng ra thánh. Đoạn, hãy dẫn A-rôn cùng các con trai người đến gần cửa hội mạc, rồi tắm họ trong nước. Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, sức dầu và biệt người riêng ra thánh. Vậy, người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy dẫn các con trai người đến gần, rồi mặc áo lá cho họ, sức dầu cho như ngươi đã sức dầu cho cha họ, thì họ sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Sự sức dầu sẽ phong cho họ chức tế lễ mãi mãi trải qua các đời. Môi-se làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng về năm thứ 2 thì đền tạm đã dựng. Môi-se dựng đền tạm, để mấy lỗ trụ đóng ván, thả xà ngang và dựng trụ. Người căng bông trên đền tạm, rồi trải lá phủ bông lên trên, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đoạn, người cũng lấy bản chứng để trong hòm, xỏ đòn khiêng vào, để nắp thi ân lên trên hòm. Người khiêng hòm vào đền tạm và treo màn để che chỗ chí thánh, phủ hòm bản chứng lại, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng để cái bàn trong hội mạc về phía bắc đền tạm ở ngoài bức màn, rồi sắp một hàng bánh ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. Để chân đèn trong hội mạc về phía nam, đối diện cùng cái bàn. Người thắp đèn trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. Để bàn thờ bằng vàng trước bức màn trong hội mạc. Trên đó người xông hương, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng sủ màn nơi cửa đền tạm. Đoạn, người để bàn thờ về của lễ thiêu nơi cửa đền tạm, dâng trên đó của lễ thiêu và của lễ chay, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, cùng đổ nước vào đặng tắm rửa. Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn rửa tay và chân mình vào đó. Khi nào họ vào hội mạc và lại gần bàn thờ thì rửa mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Chung quanh đền tạm và bàn thờ, người cũng chừa hành lang và sủ màn nơi cửa hành lang. Ấy, Môi-se làm xong công việc là như vậy. Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm cho đến đổi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Và trong các sự hành trình của dân Israel, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi, còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự hành trình của dân Israel thì áng mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Israel. Thi Thiên 31. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, một đồn lũy để cứu tôi. Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi, xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới
mà chúng nó gài kín tôi, vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Hỡi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đói đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, song đặt chân tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu. Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực. Các năm tôi suốt kém tại than thở. Vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏn yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Bởi cớ các cừu địch tôi trở nên sự ô nhục. Thật, một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi. Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến. Tôi giống như một cái bình bể nát. Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ. Tứ phía có sự kinh khủng. Đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, bèn toan cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa. Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện tôi không bị hổ thẹn vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời sắc sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình bị câm đi. Sự nhân từ Chúa mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa và thi hành trước mặt con cái loài người, cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì tại trong thành vững bền, Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Trong cơn bối rối tôi nói rằng tôi đã bị trút khỏi trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng, bền chí. Chương 61. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi. Nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ăn của báu các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nha. Vậy nên, chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chính trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân.
phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta. Như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Vả như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thế nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. Chương 62. Ta vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. Bây giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi. Ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho. Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miệng vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là đất hoang vu nữa, nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng. Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi. Chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền năng mình mà thề rằng, ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi ăn nữa. Những người dân ngoại sẽ chẳng còn uống rượu nho mới ngươi mà ngươi đã khó nhọc làm ra. Song những kẻ có gặt sẽ ăn hoa lợi mình và khen ngợi Đức Giê-hô-va. Những kẻ có hái nho sẽ uống rượu mình trong hành lang của nơi thánh ta. Hãy đi qua, bởi cửa thành đi qua. Hãy ban bằng đường của dân, hãy đắp đường cái, bỏ hết đá, dựng một cờ xí cho các dân tộc. Này, Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng, hãy bảo con gái Si-ôn rằng, này, sự cứu rỗi ngươi đến, phần thưởng đi theo Ngài và sự thưởng đi trước Ngài. Người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức những kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va. Còn ngươi sẽ được xưng là thành hay tìm đến, tức thành không bị bỏ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.